Đang đến với sân tennis Cát Quý để xem giải đấu ở nội dung 6.5 trong khuôn viên giải Hiếu Châu Đất và những người bạn đầu xuân 2021. Trận đấu đang được chuẩn bị diễn ra là trận đấu giữa Vietsport và Lợi Hoàng Ngân. Bên đây là Thuận X2 và Lam X2. Trận đấu đang chuẩn bị được bắt đầu, 4 vận động viên đang khởi động một chút cho nóng vì thời tiết nó đang là hơi se lạnh. 4 vận động viên khởi động xong, trọng tài vừa làm thủ tục cho 4 vận động viên thi đấu. Giờ đấu đầu tiên, Lam X2 cầm giáo bóng, biệt danh là Lam Tennis. Xin giới thiệu qua về 4 vận động viên. Sân số 2, Thắng Còi, Hạnh Hà Đông, Bình Thái Dương, Hiếu Tennis. Sân 3, Tuấn Dương, Dũng Lê, Dũng Hòa Bình, Tuấn Cổ Phố. Sân 4, Ngô Ngô, Canh, Dương Tăng Ti, Hoàng Bảo Long, Mai. Vâng, trận đấu bắt đầu. Giờ đầu tiên, Lam X2 cầm giáo bóng. Tỷ số 0-0. Một pha bắn lưới liên tục của Vietsport vào Thuận X2. Tỷ số 0-15. Xin giới thiệu qua sơ lược về 4 vận động viên. Lam và Thuận là sinh hoạt ở X2 Linh Đàm. Bên kia Việt và Lợi là ở Hoàng Ngân và Ahi. 30 ngoài, một pha xử lý lưới hơi lôi của Thuận. Chào Long Hạnh. Hôm nay lại đi đánh giải Long Hạnh nhá. Xin chào Lê Giang, chào anh Nguyên Mạnh. Giải ở nội dung 6.5. Một pha lốp rất khéo của Vietsport. Bóng ra ngoài. 0-40. Chào anh Nguyên Mạnh. Anh Nguyên Mạnh vào cổ vũ cho anh em đang thi đấu ở loạt playoff. Bóng ngoài. 15-4. Thời tiết hôm nay khá là se lạnh. Cái lạnh của Tết, cái lạnh của đầu xuân, nên các vận động viên khởi động tương đối là kỹ. Phát bóng rất xoáy. Vẫn còn. Bắt bài tốt. Một pha bắt bài rất tốt của Thuận. Chào Hợp Gucci, chào Trần Tân. Anh em chia sẻ cho mọi người, anh em bạn bè biết về 4 vận động viên và vào cổ vũ cho 4 vận động viên. Ở sân ngoài Hà Nội, Long Hạnh nhá. Gần Viện Huyết học Trung ương, gần trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội. Bóng rất tốt. Một pha đoà single lay rất hay của Lợi. Chúng ta vừa được chứng kiến một hai quả đoà gọi là thần tốc của Lợi Hoàng Ngân. Rất hay. Đôi Việt Lợi đang tạm dẫn với tỷ số là 1-0. Phía bên sân bên cạnh là Thắng Sầu Riêng và Thiện Hà Nam đang đánh. Chào anh Khối Phan. Giờ đấu thứ hai, Vietsport cầm giáo bóng. Tỷ số 1-0, bóng luôn. Bắt lưới không qua. 0-15. Một pha xử lý lưới hơi lôi của anh Lợi Hoàng Ngân. 0-15. Chào anh Thế Vinh. Tiếp tục là những pha lốp. Bóng xoáy rất cuộn. Lam vừa có một quả đoá bóng rất xoáy. Bóng quả lưới cuộn xuống dưới luôn, làm anh Vietsport hơi hụt. 0-30. Vâng, em sẽ gửi lời anh Khôi Phan đến anh em X2, động viên anh em X2 rất nhiều. Tiếp tục là những pha lốp. Bóng ngoài. Đội Thuận Lam đang sử dụng chiến thuật lip lốp lốp.
để khắc chế những đường bóng mạnh của Vietsport. 040. Đập smart tốt, một pha lốp bóng hơi non của Thuận. 15-4. Liệu đội Thuận Lam có bẻ được slot không? Lốp rất hay. Đánh bóng rất đều. Rúc. Vâng, lại là một game mất, game hơi đáng tiếc của Vietsport. Đội Thuận Lam đã rút ngắn được tỷ số là 1-1. Xin chúc mừng đội X2 trở lại thế cân bằng. Anh em X2 cố lên. Vâng, em sẽ cảm ơn anh Vinh, cảm ơn anh Mạnh đã cổ vũ cho anh em ở câu lạc bộ X2 Linh Đàm rất nhiệt tình. Thay mặt câu lạc bộ X2 xin cảm ơn tất cả các anh. Trở lại giờ đấu tiếp theo, anh Thuận cầm giáo bóng. Rất hay. Lam tennis rất hay. Từ lúc được giải ba của nội dung 1600 bây giờ Lam đánh rất tiến bộ. Ít cáu gắt hơn ngày xưa, ít đập vợt hơn trước. Lối 1. Ngày xưa cứ mỗi trận hỏng quả đập một cái vợt. Bây giờ đỡ nhiều rồi. Giả bóng không qua lưới. 30 dao. Rồi, một pha bắt lưới sang vào đấy khá hay. Bắt bóng không qua lưới. 30-15. Cải bóng rất khéo, một pha cải bóng phải nói rất khéo của Lam. Trình độ bắt lưới của Lam X2 dạo này rất tiến bộ. Đang sử dụng chiến thuật lốp dựng ngược anh Khối ạ. Vẫn còn. Tiếp tục là một pha lốp. Bóng trong sân. Trọng tài vẫn bắt bóng trong sân. 40-30. Giải nội dung 6.5 anh Hiệp nhá. Tương đương với 1450. Smart tốt của Thuận X2. Đổi sân đổi giáo bóng, tỷ số là 2-1 nghiêng về đối Lam Thuận. Đã lấy được một game của đôi Việt và đôi Lợi. Và bây giờ đang tạm vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Cố lên, chúc mừng Lam Thuận. Thời điểm hiện tại thì đang rất tốt. Trở lại giờ đấu thứ tư, Lợi Hoàng Ngân cầm giáo bóng. Tỷ số đang là 1-2. Trao rồng đen. Vâng, cảm ơn hàng Vũ nhá. Có thưởng gì tối thưởng cho anh Thuận riêng nhá. Lối 1. Một pha phát bóng phải nói rất mạnh, nhưng bóng đi ra ngoài của anh Lợi. Lôi kép. 0-15. Một pha lôi kép không đáng tiếc. Không 15. Lôi 1. Theo đôi Lam Thuận có bẻ được rách này không? Vâng, chiến thuật lốp là rất hợp lý. 0-30. Chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra cho đôi chiến thuật Lam Thuận là lốp nhiều hơn đó à. Có vẻ như đôi Việt đang yếu smart nhiều. Thủ lốp rất tốt của Thuận. Lốp rất khéo, bóng ngoài. Đúng rồi, đôi bạn đang hơi yếu smart. 0-40.
chiến thuật rất hay. Lối 1, hôm nay thời tiết nó hơi lạnh nên cổ tay cổ tiếc của các vận động viên nó vẫn đang hơi co lại một chút, nên là khi đập smart vậy cảm giác là vẫn chưa hết được tay. Vâng, một pha tràn lưới vô lưới rất nhanh của Lam. Bẻ lách luôn. Tỷ số 1-3. Anh bắt được một quả lưới và có một cái biểu cảm ở cái mặt rất là điệu, cảm giác như là coi thường. Trở lại giờ đấu thứ 5, Lam cầm ra bóng. Bóng ngoài, 15-0. Một pha lốp bóng hơi đáng tiếc của Vietsport. Chào anh Trung Phạm, chào anh Thắng Bòn. Chúng ta đang được chứng kiến trận đấu ở nội dung 6.5. Phạt bóng rất khó chịu. Bóng đi xoáy là ta, xoáy từ bên nọ sang bên kia. 30 giao, cảm giác như giờ giao bóng của Lam đang rất là hiệu quả. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, một pha đọa bóng rất mạnh của Vietsport. 30-15. Vẫn khó nghe ạ. Hay là chắc là em để chế độ tiếng nó nhỏ nên là mọi người nghe không rõ. Mọi người comment cho em xem đã nghe được chưa ạ? Đang nghe rõ ràng chưa ạ? Tiếng bóng hay là tiếng nói của bình luận viên mọi người đang nghe rõ chưa ạ? Xin mọi người comment giúp em cái ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Hằng Vũ, chào Linh Ruby nhá. Anh Hùng Nguyên ơi, anh nghe rõ chưa ạ? Bắt bài rồi. Liên tục là những pha bắt bài của Thuận. Rất tốt. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta sẽ trở lại với trận đấu 40-30. Bóng ngoài. Game đổi sân, đổi giao bóng. 1-4. Tỷ số đang là nghiêng về đối Thuận. Lam 1-4 mọi người nha. Lam cầm giờ giao bóng rất hay. Sau cái giải 1600 của VOV, Lam đánh rất tiến bộ. Vâng, xin cảm ơn Đức Công, chào cảm ơn anh Trung Phạm. Em lại nói to à? Chết nhỉ, vừa nói bé rồi lại nói to. Mọi người cứ trêu này. Xin giới thiệu qua về 4 vận động viên. Vietsport sinh năm 1984. Đang đầu quân cho câu lạc bộ Ahi Lợi Hoàng Ngân. Sinh năm 1986, đang đầu quân cho Hoàng Ngân. Bên kia là Lam và Thuận, hiện đang sinh hoạt tại Linh Đàm, đầu quân cho câu lạc bộ X2 Linh Đàm. Một pha lip lốp rất hay của Lam Tennis. Lam phải nói là sau cái giải 1600 tiến bộ rất nhiều. Chào anh Giang Cát Lốt. Đây, phía bên cạnh là có rất nhiều các cổ động viên của câu lạc bộ X2 Linh Đàm đang cổ vũ, gồm có những bàn bệ như người già già mà đang giật giật tay là anh Thọ, Đạt Bạc Liêu, Hậu Hà Nam, Lưu Dung và anh Hải Mắt. Vâng, xin trở lại với trận đấu. Xem gió là hơi nhiều, nước non rất nhiều. Đức Công nhá, chào Ngọc Lan, anh mới thoát trận đầu rồi. Cứ từ giờ tới tối mà không thấy về thì khả năng là ô văn kê đấy. Rất hay, Lam bật lưới phải nói là như anh Thọ. Một người gọi là bàn tay không xương và rất nhiều hoa tay ở trên tay. Mồm thì hôm nay không thấy ông Lam ông ấy ho hét gì thôi. Chắc chờ trận chung kết. Trở lại giờ đấu, Vietsport đang cầm giao bóng. Bên đội bạn đang sở hữu chiến thuật nhấc lên trời rất hay. Liên tục là những pha chém và lốp ra ngoài. Một pha lốp ra ngoài của Lam Tennis. Tỷ số đang 1-4 anh ạ. Chủ tịch chả vào cổ vũ gì cả.
Thằng này nó mới dậy nhá. Vâng, chúng ta vừa được nghe thấy thấp thoáng tiếng của chủ tịch câu lạc bộ X2 Đình Đàm là anh Giang. Lại lốp. Lợi không dám đập rồi. Lốp hơi non của Lam. Vietsport đã tận dụng được quả lốp hơi non của Lam Tennis nên nó lao vào và đập. Lún sân. Cảm giác như là thời tiết rất lạnh nhưng các anh đang đánh cảm giác như mồ hôi ra rất nhiều. Ngoài, hơi đáng tiếc. Liên tục là những pha lốp. Đổi ra bóng 5-1. Tỷ số đang rất là sát sao. 5-1 nghiêng về đội Lam Thuận. Chào anh Tuấn Nguyên. Tỷ số 5-1 nhá. Cố lên. Lối 1. Khả năng là đội Lam Thuận sẽ vượt qua đội Việt Lợi rồi. Lối kép. Một pha lối kép. Rất tốt, một pha mở góc đánh của Lợi Hoàng Ngân. Bóng đi cuộn rất hay. Một pha mở góc rất tốt. 30 ngoài. Bóng rất tốt. Lợi Hoàng Ngân cảm giác như đang dơ mới vào tay. Anh tung ra hai cú đánh liên tục. Hạ gục đối phương là Thuận. Một quả ra màng và một quả dọc dây. Rất hay. Bóng được đưa về chỗ Lợi. Tiếp tục được đưa về Lợi. Quả nữa. Bắn bóng rất mạnh. Ba quả tung liên tiếp đã giúp cho đội Lợi Việt vươn lên tỷ số 2-5. Chào anh Đỗ Tiến Dung, chào Quang Phạm, chào Ngọc Sơn. Phải nói là Lợi Ngân Hàng vừa tung ra ba cú đòa, phải nói là ngang với ông Thọ. Nói ông Thọ thì mọi người chắc không biết. Một người chuyên phong. Phải nói là đòa rất mạnh. Tỷ số 5-2 anh Dung nhá. Đội Thuận Lam đang thắng 5-2. Nào, cố lên, ăn nốt giờ nữa đi cho nó đỡ phải nắm nỏ. Mất giờ này là cũng mệt phết đấy. Trở lại trận đấu 2-5. Vẫn còn. Rất khéo. Ui, quá khéo. Phải nói Lam, Lam đánh rất hay. Lam là từ sau giải 3 1600 có vẻ như là anh đánh rất tiến bộ, ít đập vợt hơn nhiều. Tiếp tục là những pha lốp của Thuận. Vẫn còn lốp khá hay. Vẫn còn. Nhưng quả sau đập smart quá mạnh của Vietsport không thể thủ được. 15 đều. Bóng ngoài, một pha cảm giác rất tốt của Thuận. Không có gì ngoài cảm giác. Bóng ngoài. 30 đều. Lối 1. Bóng ngoài. Cảm giác như anh Việt Sport đang vẫn chưa nóng máy lắm. Liên tục là những pha lưới. Lợi ngoài. Liệu đội Thuận Lam có kết thúc được trận đấu hay không? Hay, một pha bóng phải nói là rất hay của Thuận. Quá hay luôn, không hiểu tại sao lại ăn được quả đấy. Một pha đánh rất hay. Vâng, xin chúc mừng đội Lam Thuận đã thắng ở trận playoff.
sẽ trở lại với chúng ta.